Bài tập trở thành mặt trời giúp giảm căng thẳng, âu lo, tăng khả năng phòng chống bệnh tật. Khai mở giác quan thứ 6. Nguồn năng lượng mạnh nhất trong thế giới của chúng ta là mặt trời. Năng lượng này có thể dễ dàng được biến đổi thành năng lượng sống trong lực sống động của cơ thể người. Các bậc hiền triết cũng hay nói rằng sự sống đổ xuống thông qua ánh sáng mặt trời. Khi nào chúng ta thấm đẫm từng tế bào bằng năng lượng mặt trời đã được biến đổi thành năng lượng của sự sống, khi ấy trong cơ thể của chúng ta không còn tồn đọng năng lượng của sự hủy hoại. Chúng ta sẽ trở thành một nguồn năng lượng sống có khả năng tạo ra năng lượng và tác động lên những sinh vật sống khác hoặc chính bản thân chúng ta để chữa lành những bộ phận bị tắc nghẽn, bị tối. Nếu không muốn trở nên tối và phát sinh bệnh tật thì chúng ta phải xóa bỏ những suy nghĩ bất hòa, hận thù, độc hại, những ý niệm và tình quá mức. Chúng ta phải cố gắng hướng tới trở nên giống như mặt trời. Bài tập này có khả năng giúp phục hồi tâm trạng khỏe mạnh một cách tốt nhất. Bạn hãy đứng thật thẳng, đặt bàn chân theo chiều rộng hai vai. Hãy mở rộng các ngón tay ra phía ngoài và trụm đầu gối lại một chút. Hãy kéo căng xương chậu sao cho cột sống theo toàn bộ lưng mạng thật thẳng, không bị cong tại vùng thắt lưng. Hai tay đặt trước ngực, úp lòng bàn tay vào nhau giống như để khấn vái. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đứng ở bình nguyên hoặc trên bờ biển và nhìn xem mặt trời nhô lên thế nào từ sau chân trời. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đứng ở bình nguyên hoặc trên bờ biển và nhìn xem mặt trời nhô lên thế nào từ sau chân trời. Và tưởng tượng ra cảnh mặt trời dần dần nhô hoàn toàn ra khỏi chân trời, còn sau đó bắt đầu chậm chậm tiến về phía bạn trong lúc tăng lên về kích thước. Mặt trời đã đến gần sát bên bạn và bạn hãy đi vào trong nó. Các bạn ở trong mặt trời. Vầng ánh sáng màu vàng bao quanh bạn từ mọi phía. Nó thấm qua bạn hoàn toàn. Nó làm bão hòa từng tế bào của cơ thể bạn và nạp đầy năng lượng vào bạn. Bạn hãy giơ với lòng bàn tay hướng lên trên, lên phía trên đầu, giống như hướng lên không trung khi bay lên. Và bây giờ bạn hãy giơ tay lên trên đầu, hướng lòng bàn tay ngửa lên trên như thể ta đang nhận vào đó dòng năng lượng mạnh đang chảy vào bạn từ trên xuống và mở ra trước bạn ngay trên đầu một vùng hào quang rực rỡ. Tưởng tượng trong cơ thể bạn đang tuôn chảy một dòng năng lượng mặt trời vàng óng lấp lánh đầy toàn cơ thể bạn đến từng tế bào. Cảm nhận sự thoải mái, sung sướng dâng trào khắp thân thể bạn cùng với dòng chảy này. Bạn hãy dừng lại ở tư thế đó cho tới khi nào trạng thái này làm cho bạn cảm thấy vui sướng và thoải mái. Cho tới khi nào có được cảm nhận của dòng năng lượng chảy trong cơ thể của bạn. Khi bạn cảm thấy dòng năng lượng
yếu dần. Bạn hãy hạ tay xuống, mở mắt ra nếu trước đó bạn đã nhắm mắt lại. Bạn hãy cảm nhận xem sau động tác này bạn có cảm giác vui sướng trong tim và căng thẳng có biến mất hay không. Các dòng năng lượng trong cơ thể bạn đã được tăng cường và tìm được đường đi đúng đắn chưa? Nếu đứng dưới ánh sáng mặt trời lúc 6-7 giờ sáng hoặc chiều 4-5 giờ chiều càng tốt. Nếu chỗ bạn không có ánh mặt trời, bạn chỉ cần tưởng tượng có mặt trời và tập bất kỳ lúc nào hay bất kỳ ở đâu cũng được. Thực hiện bài tập này mỗi ngày sẽ nhanh chóng làm cơ thể của bạn khỏe mạnh hơn, suy giảm bệnh tật đang mắc phải và nó còn giúp cho bạn bắt đầu quá trình trẻ hóa cơ thể. Thật là vi diệu, phải không bạn? Bạn là một vị thần ánh sáng vĩnh cửu đã chọn tái sinh trên trái đất này để trải nghiệm cuộc sống hình hài một con người. Sự thật rất đơn giản. Vâng, dành cho những ai muốn hiểu, dành cho những người không muốn phủ nhận thiên tính, sức mạnh và ánh sáng tình yêu bên trong mình. Luôn nhận biết bạn là ai và bạn từ đâu đến. Bạn không phải thực tại này, biết rõ điều đó bạn đã thức tỉnh. Rất vui khi bạn đón nhận và chia sẻ audio này cho nhiều người khác cùng nghe. Chúc mọi người có được sự bình an trong tâm hồn. Bạn là sự đủ đầy trọn vẹn. Bạn là sự đủ đầy trọn vẹn. Bạn là sự đủ đầy trọn vẹn. Thank you. I love you.